Xin cho phép tôi được hỏi các anh chị, có anh chị nào ở đây đang dùng slide hoặc là PowerPoint để giới thiệu với khách hàng đối tác của mình về công ty của chúng ta không? Đa số các anh chị đang dùng slide để giới thiệu công ty của mình đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng thử liệt kê một số nhược điểm của hình thức này. Thứ nhất, nó được xây dựng bởi hoàn toàn bằng ảnh và text, rất là đơn điệu và nhàm chán. Thứ hai, cần phải có người thuyết trình. Người thuyết trình đó khi gặp đối tác mới lại phải thuyết trình lại từ đầu. Nếu không có người thuyết trình thì không khách hàng nào có thể hiểu hết được cái slide của anh chị. Cái thứ ba là tùy thuộc vào trình độ và năng lượng của người thuyết trình. Thì bài thuyết trình của anh chị có thể là ngọt như mía lùi hoặc là cũng có thể nhạt như nước ốc. Vậy giải pháp là gì? Ở thời buổi công nghệ số hiện nay đã có một phương án để giải quyết cả ba vấn đề trên một cách hiệu quả. Đó chính là phim giới thiệu doanh nghiệp. Là những thước phim quay thật sống động về doanh nghiệp của anh chị. Không cần có người thuyết trình bởi vì đã có một MC xinh đẹp hoặc là đẹp trai để diễn thuyết thay anh chị. Phim giới thiệu doanh nghiệp có thể phát đi phát lại rất nhiều lần, không hạn chế số lượng, hoặc có thể gửi đi xa cho bất kỳ khách hàng ở đâu trên toàn thế giới để tìm hiểu về doanh nghiệp của anh chị. Ở thời loại này có thể kể đến một số phim tiêu biểu mà chúng ta sản xuất như phim giới thiệu tập đoàn Danco Group, phim giới thiệu tập đoàn Migram, phim giới thiệu tập đoàn Nhôm Đô Thành.